Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị cùng với chúng tôi chắp tay lại niệm sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng tâm tâm vi diệu pháp ba tiên và kiếm đạo tao bồn. Kim kiến văn đăng thọ trì nguyện giải Như Lai chư thiên kim. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về kinh về giới Bồ Tát ha, kinh giới Bồ Tát, trong cái điều giới là không có được đi soi nói tội lỗi của bốn chúng. Thì lúc trước chúng ta có đề cập đến nhiều lần. Thì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta nói xấu với nhau, đó là những người ngoại đạo, họ lại càng mừng thêm nữa, vì họ muốn nhiều người Phật tử thối thất để đi qua bên đạo của họ. Cho nên họ càng khuyến khích Phật tử chúng ta nói xấu với nhau. Nên khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta phải cố gắng mà nhường nhịn với nhau, cố gắng mà nhẫn nhịn, cố gắng mà giúp đỡ với nhau, chứ bằng không là chính mình hại mình. Thì chúng ta biết không, hơn 2.600 năm nay không, Đạo Phật được lan truyền khắp mọi nơi, cũng nhờ như sự mà hoằng dương chánh pháp của chư tăng ni, sự hộ trì tam bảo của quý Phật tử, và nhờ đó mà chúng ta mới hưởng được chánh pháp ngày hôm nay. Nếu không có những vị đi trước, không có vị mà hoằng pháp hộ pháp, thì chúng ta không có được hưởng những cái bởi vì Phật pháp bây giờ. Cho nên chúng ta phải trân quý những gì mình có, phải cố gắng bao bọc, cố gắng hỗ trợ với nhau trên đường đạo, cố gắng mà hiển chánh, phá tà, để Phật pháp được trường tồn. Thì ở đây đó, Đức Phật Ngài dạy đó, là đối với những cái người mà theo ngoại đạo. Ngoại đạo có nghĩa là ngoài tâm mà tìm cầu tâm mình ha, chỉ phóng tâm mà tìm cầu bên ngoài, không có tin tam bảo, không có tin nhân quả, họ chỉ tin vào những cái đấng mà họ theo, làm theo những cái điều đó thôi, chứ không có cái tin nhân quả. Họ không có biết cái gì là đúng, gì sai, cái gì là điên đảo, gì là chân chánh. Nên khi chúng ta biết được như vậy đó, nếu mà họ có phỉ báng Phật pháp, chúng ta cũng phải dùng những cái lời lẽ để mà chuyển hóa tâm họ. Còn nếu không có chuyển hóa được rồi,
Rồi chúng ta kính nhi viễn chi, tức là tránh xa họ. Và đừng nói chi là mình đi nói những cái lỗi của người trong đạo cho họ nghe. Đối với trong cái kinh này, kinh Phạm Vọng với Bồ Tát này đó, thì Đức Phật cũng dạy, nhất là trong cái giới này, cả những cái vị mà tu theo tiểu thừa, đi theo luật nghi giới một cách nghiêm cẩn, đúng pháp, đúng luật hết, nhưng mà không có làm lợi ích cho nhiều người, không biết chỗ dụng tâm dụng ý của chư Đại Bồ Tát, nên đôi khi không có hiểu, cho nên mới xem thường, khởi tâm khinh khi. Cho nên chúng ta thấy, nhất là bây giờ đó, ở trong internet, ở Facebook vân vân, cũng có những người bên Nam Tông đi nói xấu với những Phật tử, hay là những vị những vị đạo cao đức trọng bên Bắc Tông, thì chúng ta cũng biết là vì họ không có hiểu, và điều này không phải chỉ mới đây, từ thời Đức Phật vừa nhập Niết Bàn, có cái sự phân chia, có cái sự khác biệt, là chứ không phải là từ bây giờ. Thì nói nhiều về vấn đề mà khác biệt đó, thì rất là nhiều điều, nhưng mà ở đây chúng tôi tóm tắt lại đó, Đức Phật ngài dạy ngay cả những cái vị mà tu theo tiểu thừa, chúng ta cũng phải đừng có nói về những cái lỗi lầm với nhau, rồi xem thường với nhau, không? Và những vị mà tu theo tiểu thừa Nam Tông họ cũng phỉ báng, không? Nên đối với hàng ngoại đạo thì chúng ta cũng phải cố gắng tranh biện, hay là giải thích cho họ nghe những cái gì mình hành trì. Đối với những cái vị mà tu theo Nam Tông tiểu thừa thì mình cũng phải giải thích cho họ biết, nếu họ không chịu hiểu cái chuyện quyền của họ. Đối với những cái vị mà chúng ta nói rằng là những cái người mà ác tăng á, hay là những người thực sự xấu ác á, thì phải như thế nào? Thì trong cái câu chuyện ngài Xá Lợi Phất á, sau khi mà Đề Bà Đạt Đa gọi là khiến cho tăng đoàn được bị chia rẽ bằng cách là kéo 500 vị tỳ kheo trẻ đi ra khỏi tăng đoàn, muốn thành lập một cái tăng đoàn riêng, thì lúc đó Đức Phật mới dạy ngài Xá Lợi Phất á, mới đi ra phải nói cho quần chúng biết là cái sự gây chia rẽ tăng chúng của Đề Bà Đạt Đa. Thì lúc đó đó, ngài Xá Lợi Phất là mới thỉnh hỏi Phật là khi xưa con thường tán thán công đức, sự tu hành cẩn mật của Đề Bà Đạt Đa, mà giờ con nói như vậy đó, nó là Đề Bà Đạt Đa lại gây chia rẽ tăng đoàn, phỉ báng tăng đoàn, hay là Phật vân vân, thì như vậy có trái ngược hay không? Thì Đức Phật ngài nói đó, khi xưa đó, ông có nói thật là lúc đó đó Đề Bà Đạt Đa cũng là một vị hành giả tu hành cẩn mật, lúc đó ông có nói thật hay không? Thì ngài Xá Lợi Phất bạch với Phật là vâng. Rồi Đức Phật ngài hỏi tiếp là bây giờ Đề Bà Đạt Đa không gây chia sẽ tăng đoàn, như vậy ông có nói thật hay không? Thì ngài Xá Lợi Phất nói vâng, con cũng nói thật. Thì Đức Phật ngài nói đó, điều đó là điều thật, chứ không có cái gì cả. Nên đối với những cái vị ác, những vị xấu, những vị thực sự muốn phá hoại Phật pháp, thì mình cũng phải nên nói, chứ không phải là im lặng. Nên phải hiểu, hiểu rõ những cái điều này, để nhiều khi mình không biết á,
thì có những cái vị mà họ làm tổn thương Phật pháp, đi rao bán nói xấu Phật pháp, mình im lặng mình không dám nói, khi biết rõ ràng là họ cố tình phá Phật pháp, thì mình cũng phải nhắc nhở với nhau, phải nói với nhau để mà tránh những cái người đó. Nên đây là cái điều chính mà chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Và nói chung là khi đối với mỗi Phật tử chúng ta ai cũng có những cái lỗi lầm, thì như tôi trình bày nhiều lần thì chúng ta cố gắng mà khuyên lơn, cố gắng mà để cho họ có một cái thời gian để họ cảnh tỉnh, tự sám hối, để cho họ biết quay đầu về, biết sám hối những cái tội lỗi đó. Chứ nếu mình không có hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, không có biết được, không có cái tâm từ á, mình gặp chuyện gì mình nói đó liền á, thì chính mình hại mình, chính mình cũng hại cái vị đó. Như nãy tôi trình bày đó, trừ khi mà thực sự ngoại đạo cố tình phỉ báng Phật pháp, hay những cái vị mà tu Thiền Âm Tông, hoặc những vị ác tăng, hay những vị cố tình, dẫu là Phật tử hay người xuất gia, thực sự là cố tình mà phá Phật pháp. Như chúng ta biết hơn một cái câu chuyện, cách đây tôi nghĩ cũng lâu rồi, có một cái vị này ha, tôi cũng có đề cập tới đó ha, tên là Huệ Minh đó. Thì xưa kia trước Bẩm Lâm cũng có đi xuất gia đó, rồi trong thời kỳ năm sáu mấy đó, sáu ba, rồi cũng định thiêu thân để mà chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm vân vân đó. Nhưng mà sau này đó, sau Bẩm Lâm đó, lại bỏ áo thầy tu, hoàn tục, rồi đi theo ngoại đạo, theo Tin Lành, rồi viết cái quyển từ Áo Cà Sa đến Thập Tự Giá đó. Thì trong đó ông ta phỉ báng Tam Bảo vân vân, thì những cái người đó đó họ có cái ác tâm, thì chính mình cũng phải nhắc nhở với nhau những điều đó, không? Còn những cái vị mà trong đạo bây giờ Phật tử với nhau, huynh đệ với nhau, hoặc trong chùa, hoặc là những chùa khác, hoặc ở Mỹ hoặc Việt Nam vân vân, nếu mà họ có cái lỗi lầm gì thì mình cũng tùy theo cái nhân duyên, nếu mình có nhân duyên mình nhắc nhở thì tốt, hướng dẫn thì tốt. Còn nếu mình không có nhân duyên thì mình nhờ người khác, không có thôi, để từ từ họ sẽ tự sám hối tội lỗi của họ. Và ngay cả người trong đạo, ngay cả người trong chùa, Phật tử với nhau, nếu mình biết rõ họ có những cái lỗi đó đó, thì đương nhiên đối với con người với nhau, chúng ta cũng phải có những sự tế nhị, không thể có thể là gọi riêng, nói riêng một mình để mà chia sẻ, để mà nhắc nhở, chứ bằng không mình nói trước đại chúng, dẫu là họ có lỗi đó, thì họ cũng cảm thấy mặc cảm, tự ti, rồi nhiều khi sanh ra cái sự sân hận với nhau nữa. Nên mình phải biết có sự tế nhị như vậy đó, mình mới giúp được người khác. Còn nếu không, mình chỉ nghĩ là mình là đúng, mình nhìn là đúng, mà cái hành xử của mình nó không có đúng, không có khế cơ khế lý, không có giữ sự tế nhị với nhau, là sanh ra cái sự hiềm khích với nhau. Nên khi mình hiểu được như vậy đó, thì mình phải cẩn thận, nhất là lời ăn tiếng nói của mình, nhất là những gì mình đưa ra ngoài public, hay đưa lên internet, hay đưa lên Facebook hay YouTube vân vân. Thì kết thành cái tội nghiệp của cái giới này đó thì có đủ sáu cái duyên. Thứ nhất là chúng sanh, đó chính là chúng sanh. Chúng sanh gồm có thượng phẩm và thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Thượng phẩm là nói với các vị
bậc thầy tổ của mình, các bậc tôn túc, trung phẩm là Phật tử với nhau, bạn đạo với nhau, nhất là những cái vị mà đã từng thọ giới Bồ Tát rồi. Nên đối với hai phẩm thượng và trung, mình nói những cái lỗi của những vị đó đó, thì đó là mình phạm cái căn bổn tội, cái tội nặng. Còn đối với những vị mà chưa thọ giới Bồ Tát đó, thì chỉ phạm tội nhẹ thôi, nhưng mà dẫu là gì, mình cũng phải cẩn thận cái lời ăn tiếng nói của mình, cẩn thận khi mình nói những cái lỗi của người khác, vạch bày những cái lỗi của người khác. Thì như chúng ta biết hơn, đã phàm phu chúng ta đôi khi còn cái tập khí xấu là thường thích phân tích, thường thích chỉ trích những cái lỗi người khác hơn là cái lỗi của mình. Nên những cái lúc đó đó mình phải cẩn trọng, mình phải cố gắng, mình đã là Phật tử rồi mình phải nhìn lại chính mình nhiều hơn là nhìn người khác. Còn đối với chúng sanh hạ phẩm á, dù họ có thọ giới hay chưa, thì chỉ có phạm tội kinh khấu thôi. Chúng sanh hạ phẩm, những loài vật hay là quỷ thần mà thọ giới đó, đó là chỉ là phạm tội nhẹ thôi. Thì ở đây đó, có thể chúng ta hỏi tại sao mà cũng có thể là những loài vật mà quỷ thần thọ với Bồ Tát được. Thì ở đây chúng ta biết đó, trong kinh Phạm Vọng với Bồ Tát, Phật có nói rõ đó là bất cứ loài nào cũng có thể thọ được cái giới này, miễn là hiểu được lời truyền giới của vị pháp sư. Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà ngài Tư Vân á, sau khi mà ngài truyền giới Bồ Tát xong, ngài ra cái vườn đằng sau chùa, ngài mới thấy một cái giới điệp của giới Bồ Tát á, treo trên cây. Thì lúc đó ngài biết đó là thọ thần, phát tâm thọ giới Bồ Tát á. Thì ở đây đó ha, chúng sanh hạ phẩm là chư thiên hay quỷ thần hay là loài vật đó không. Rồi chúng sanh tưởng, có điều thứ hai chúng sanh tưởng, tức là mình tưởng mình biết được, mình nghĩ tưởng đó là chúng sanh. Chúng sanh có giới, có thọ giới rồi, hoặc là chúng sanh chưa thọ giới, đi chúng sanh mình biết rõ, tưởng nghĩ đó là chúng sanh có thọ giới rồi mà mình nói xấu, đi rao bán, đó là mình tạo cái tội nặng. Mà nếu mình nghi là chúng sanh chưa có thọ giới, thì đó là cái tội nhẹ đó ha. Rồi cái điều thứ ba là có cái tâm, có cái sự cố tình cố ý đi rao nói những cái tội lỗi đó đó. Nên bất cứ cái điều giới nào nó cũng giống như là luật lệ thế gian á, nếu mình cố tình cố ý á, nó nặng hơn là những cái gì mà mình vô tình mình làm. Giả sử như mình lái xe mà đụng nhầm phải một con nai, nó nhảy ra ngoài đường, thì đương nhiên không phải cái lỗi của mình vì mình không cố tình. Nhưng mà khi mình lấy súng hay là lấy cung tên bắn nó đó, thì cố tình bắn đó, giết nó đó, thì đó là mới là cái tội nặng. Nên quan trọng chính, nếu mình lỡ lời thì đương nhiên mình cũng sám hối, mà có cái cố tình cố ý thì nó nặng hơn. Rồi điều thứ tư là mục đích là muốn cho cái người mà nói xấu đó, mình đi rao bán đó, mất hết danh dự, mất hết lợi dưỡng, mất hết những chỗ đứng trong xã hội, bị mất mặt vân vân. Nên có cái tâm như vậy, cái tâm xấu ác, mình đã phát tâm thôi với Bồ Tát rồi, thì mình cố cố gắng ha. Nếu mình giúp được người khác điều gì giúp, nếu không được thì thôi, chứ bằng không đừng có cái tâm xấu ác mà mình muốn hại người khác, muốn họ mất danh dự, mất lợi dưỡng,
mất mặt trong xã hội vân vân. Rồi kế tiếp á, là mục đích mà mình nói về những cái lỗi của họ đó là vì mình muốn họ bị phạt, bị tù tội, bị những cái quả báo xấu. Cho nên dẫu là cái tội lỗi có thật hay không, mình cũng phải cẩn thận. Còn nếu mà bịa đặt ra những cái lỗi đó đó với cái mục đích khiến cho họ bị khổ đau như vậy đó, chính là tạo cái tội nghiệp này. Cái điều kế tiếp á, là đi rao nói, đã rao nói những cái tội lỗi đó để cho người khác nghe, tức là về những cái điều giới mà họ phạm, cho những người ngoại đạo, cho hàng tiểu thường, người không có tâm thành với Tam Bảo, khiến cho họ càng phỉ báng Phật pháp thêm nữa, càng nói xấu Phật pháp thêm nữa. Nên mình đi mình đã rao nói những cái lỗi đó cho những người xung quanh, thì đó đó là mình phạm cái tội nặng này. Nên quan trọng chính là mình có sự cố tình cố ý á, không thì cái tội này mới nặng. Cái duyên này đó, xem cái cách mà mình sao nói tội lỗi những người đó thuộc chúng sanh nào, đã từng thọ giới Bồ Tát hay không. Đối với chúng sanh thượng phẩm và trung phẩm, tức là những cái vị bậc thầy tổ của mình, là chúng sanh thượng phẩm, rồi cha mẹ của mình, rồi còn chúng sanh trung phẩm là Phật tử với nhau, đồng đạo với nhau, những vị đã từng thọ giới Bồ Tát rồi mình nói, thì đó là tội nặng. Còn đối với những người mà chưa thọ giới thì nó nhẹ hơn. Đương nhiên đối với những chúng sanh hạ phẩm, dù có giới hay không thì tội lỗi cũng không có nặng mấy. Nên quan trọng chính là đối với chúng sanh thượng phẩm, bậc thầy tổ, cha mẹ chúng ta, và những người bạn đạo chúng ta, hay người Phật tử. Rồi người cuối cùng là người trước mặt lãnh hội, hiểu rõ những cái điều gì mà mình sao nói tội lỗi của họ. Nếu họ không có hiểu thì cũng chưa có cấu thành cái tội nặng. Còn nếu họ hiểu rõ những cái điều mình đi rao nói đó đó, thì đó là cái tội nặng. Cho nên đối với những người Phật tử chúng ta, dẫu đã thọ giới Bồ Tát hay chưa, nhất là sắp thọ giới hoặc là đã thọ giới rồi đó, lúc nào mình cũng phải nhớ là thà mình chịu lỗ chịu khổ còn hơn để chúng sanh chịu khổ. Khi mà mình có sự hy sinh như vậy đó, mới tăng trưởng cái phước báo công đức của mình. Vì đối với tâm hạnh Bồ Tát là phải đi giúp người khác, tự độ, tự lợi lợi tha. Nếu mình chưa có làm được lợi tha ít nhiều gì, mình cũng tránh không có tạo những cái nghiệp xấu, mình không có tạo cái nhân xấu giữa mình với họ, cái nghịch duyên giữa mình với họ, không có nói lỗi lầm của họ. Còn đối với ngoại đạo, và những người mà chưa biết đạo, thì mình cố gắng mình giải thích, phản biện để cho họ hiểu. Còn nếu không thì cái duyên nghiệp của họ mà thôi. Thì ở đây chúng ta thấy đó, nhìn qua lịch sử Phật giáo từ hơn 2.600 năm nay đó, dẫu trong đạo Phật cái chính nhất đó là có chia ra Phật giáo Năm Tông và Phật giáo Bắc Tông, mà bây giờ tạm gọi là mình nói chữ Nguyên Thủy cũng có đúng nữa, hoặc là Phật giáo phát triển, cũng không có đúng, nhưng mà cũng tạm thời dùng những cái
danh từ đó. Mà cái điểm chính ở trong đạo Phật chúng ta tuy có sự khác biệt đó, có cái sự lấn cấn đó, nhưng mà chưa bao giờ có cái sự hại với nhau. Có thể là bên Nam Tông nói những cái điều không có đúng về bên Bắc Tông, và những Phật tử bên Bắc Tông cũng nói những điều không đúng bên Nam Tông, vân vân, nhưng mà chưa bao giờ mà có cái sự hãm hại trực tiếp với nhau. Vì bất cứ Phật tử nào theo truyền phái nào đều nương vào lời Phật dạy, những cái giáo pháp của Phật làm căn bản, như Tứ Diệu Đế, 12 Nhân Duyên, Bát Chánh Đạo, vân vân, và nhất là cái giới đầu tiên là không có sát sanh hại mạng. Nên đó là cái điểm sáng của đạo Phật. Và đương nhiên khi có những cái lấn cấn với nhau, những cái sự gọi là va chạm hay là sự khác biệt, vấn đề mà hành trì, thì đương nhiên là có những cái điều là cái cách nhìn khác nhau. Đây ví dụ như bên Nam Tông, thì Ca Chư Tăng vẫn còn ăn mặn, thì đương nhiên đối với Phật tử bên Bắc Tông thì chắc chắn không chấp nhận. Nhưng mà đối với bên Nam Tông á, thấy Chư Tăng ni mà có thể ăn ngày ba cử chẳng hạn, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, tối chẳng hạn, thì các vị đó cũng xem thường. Nhưng mà vì các vị đó không có hiểu được cái cách thức tu tập, hay là cái hoàn cảnh văn hóa vân vân, ở những cái xứ bên Bắc Tông. Thì nói chung đó là những cái sự lấn cấn khác biệt đó, thì chúng ta cũng hiểu rồi. Tùy theo cái duyên, Phật pháp là có 84.000 pháp môn, mỗi người tùy theo cái nhân duyên, cái phước báo mà mình tu tập. Cho nên mình không thể nào mà đi so sánh với người khác, người khác không thể nào đi so sánh với mình. Tùy theo cái phước duyên của mình. Nhất là lấy ví dụ như giả sử đi, giả sử mà mỗi Phật tử chúng ta mà sanh qua những xứ Nam Tông ha, như là Thái Lan, Tích Lan, vân vân, thì đương nhiên giả sử mà có đi xuất gia bên những xứ đó thì cũng theo cái truyền thống đó, cũng ăn mặn. Rồi ngược lại ha, đối với những cái vị bộ Phật tử mà theo truyền thống Nam Tông mà sau này sanh qua đây ha, sanh vào nhà Phật tử, cũng là Phật tử nhưng mà theo Phật giáo Bắc Tông, thì cũng bị ảnh hưởng bởi cha mẹ, bởi ông bà, bởi quần chúng Phật tử bên Bắc Tông, cũng từ từ cũng phát tâm mà phóng sanh vân vân ha. Nên chúng ta thấy tùy nhân duyên, tùy phước báo, tùy theo hoàn cảnh xã hội, cái văn hóa của mỗi xứ sở, mà Phật giáo có sự khác biệt, nhưng cái giáo lý căn bản cũng đồng giống nhau. Rồi cũng có những cái trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như là có những vị Phật tử tại gia đi, giả sử làm trong chính quyền, bây giờ nói là chính quyền, hồi xưa làm quan vân vân, họ cũng có bổn phận để chăm sóc, lo lắng cho dân chúng, quần chúng. Nhưng giả sử có những cái người nào mà họ gây nhiễu hại cho dân chúng, thì đương nhiên vì cái bổn phận của những cái vị đó đó làm trong chính phủ á, thì họ cũng phải nói, hay là cũng phải phạt những cái vị mà khiến cho dân chúng khổ đau không, hoặc là khuyến cáo nhân dân, dân chúng tránh những cái người mà mưu hại dân chúng, rồi quần chúng trong cái cộng đồng đó, trong cái xã hội đó, trong cái quốc gia đó. Đó là cái điều đáng làm, không có gì mà sai trái cả. Nên tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái hoàn cảnh xã hội, tùy theo cái trách nhiệm. Còn đối với người xuất gia, đương nhiên
là nếu mà có những người đệ tử mà lại không có tu tập chân chánh, hoặc là phỉ báng thầy tổ, hoặc là làm hại đạo vân vân, thì cũng phải nên răn nhắc, cũng phải nên nói cho những người Phật tử khác biết hiểu. Như nãy tôi có đưa câu chuyện mà Đức Phật ngài hỏi ngài Sa Lợi Phất, khi mà ngài dạy ngài Sa Lợi Phất nên thông báo cái việc mà Đề Bà Đạt Đa đi ra ngoài làm cho gây chia rẽ tăng đoàn, đó là một trong những cái tội ngũ nghịch gây chia rẽ tăng đoàn đó đó. Còn bên cạnh đó Bề Đạt Đạt Đa cũng muốn hại Phật không? Thì trở lại vấn đề là tùy theo cái bổn phận, tùy theo trách nhiệm đối với một cái người nào mà có bổn phận mà lo cho dân chúng không? Những cái vị đó có thể đã thọ với Bồ Tát rồi, thì gặp những người xấu người ác cũng phải khuyến cáo, cũng phải răn nhắc, cũng phải trừng phạt những cái người mà hại dân chúng không? Để không có làm khổ dân chúng không? Để đem lại cái sự an bình thanh bình cho cộng đồng, cho xã hội. Nên đó là điều cần thiết, điều phải làm, vì tùy theo cái bổn phận của những vị đó, vì phục vụ cho quốc gia, vì phục vụ cho xã hội. Rồi có với người mà trong đạo cũng vậy. Vì thầy có bổn phận dạy đạo, phải nhắc nhở, răn nhắc đệ tử mình, đó những cái điều cần làm. Còn cái điểm chính, nói tóm tắt mấy tuần nay chúng ta học, điểm chính là những cái người trong đạo, trong chùa, mình phải cố gắng mà hỗ trợ với nhau. Mình thấy họ có lỗi lầm gì, mình nhắc nhở một cách gián tiếp, cách trực tiếp, hay là phải có sự tế nhị. Nếu mình không có nhắc nhở được thì mình nhờ người khác, nhờ thầy tổ, bạn bè, hay là xương đệ của họ để mình nhắc, nhờ họ nhắc. Còn nếu không thì thôi, nếu không có duyên thôi. Trừ những trường hợp mà họ cố tình cố ý phá đạo thì nó khác, nên tôi muốn nói rõ là vậy đó. Rồi đương nhiên cũng có những cái người mà họ có cái tâm mà muốn phá đạo, những cái người ngoại đạo đó ha, họ trà trộn trong chùa, vân vân đó. Rồi họ tìm, nói câu là vạch áo tìm sâu á, vạch lá tìm sâu á, tìm những cái lỗi lầm của người trong đạo với nhau đó, rồi họ đi nói xấu vân vân, mình cũng phải răn nhắc những người đó. Thì nói chung cái giới này rất là quan trọng cho hàng Phật tử chúng ta trong thời Đức Phật còn tại thế cho đến bây giờ, và có thể đến những đời sau nữa. Nên mỗi Phật tử chúng ta phải cố gắng mà cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình, cẩn trọng những cái gì mình đưa ra ngoài public, đưa ngoài công chúng, trên Facebook, trên YouTube, trên những cái phương tiện truyền thông, vì rất là nguy hiểm. Một câu, một lời, một chữ của mình cũng ảnh hưởng biết bao nhiêu người khác. Nhất là cái vị mà có trọng trách hoằng dương Phật Pháp, mình cũng phải một lòng mà hỗ trợ họ, để cho chánh pháp được trường tồn. Nếu họ có cái sai lầm gì, sơ suất gì á, mình cũng biết họ cũng là con người, cũng phải có những lỗi lầm sai suất đó, thì từ từ họ sẽ biết mà phát tâm mà sám hối những tội lỗi, phục thiện, hoặc là mình nhắc nhở họ, hoặc là nhờ người khác, hoặc là thầy tổ của họ, huynh đời của họ. Còn bằng không thì cái nhân quả sẽ đến với họ. Nên cái điểm chính của cái giới này nhắc nhở chúng ta mỗi Phật tử phải thương yêu với nhau, phải hỗ trợ với nhau, phải dùng những lời ái ngữ với nhau, đừng có gây những sự chia rẽ, đừng có đi rao bán những cái tội lỗi của người khác, nhất là những cái lỗi gì mà mình chưa bao giờ biết, hoặc là mình chỉ nghe qua người thứ ba, qua người thứ tư, tam sao thất bổn á, nên mình phải cẩn thận những cái điều đó ha. Thôi
Chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Đó là chúng ta học xong cái giới này, rồi đến kỳ sau chúng ta sẽ học về cái giới tự khen mình chê người, cũng giống giống như cái giới mà chúng ta mới vừa học đây đó ha. Đây là những cái điều giới để thấy rõ là khi mình có sự hành trì á, thì mình lúc nào cũng phải nhìn lại mình lúc nào cũng đem cái niềm vui đến cho mọi người chung quanh. Thì đó mới đúng là cái tâm hạnh của một vị hành hạnh Bồ Tát. Mình phải cố gắng mà bước ra tạo công lập đức, tạo những cái nhân duyên lành thiện với nhau, không có kiểu giống như người đời, những người mà không có hiểu đạo đó, tốt khoe xấu chè, hoặc là nói xấu những lỗi người khác, rồi tâng bốc mình lên. Đây là những điều giới chúng tôi thấy rất là quan trọng cho Phật tử chúng ta, để kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp những điều này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.